thỉnh thoảng mình đi huyện ở Bắc Giang ấy À, thì nó vâng. lại hơi kém. Chỗ ấy nhiều hôm nào mà mưa hoặc Vâng. sương mù là không không kết nối được. Anh dùng của Viettel hay là của gì anh nhỉ? Của Viettel mà. À, Viettel thì cũng tương đối là sóng khỏe đấy chứ. Nhưng anh dùng thông qua điện thoại hay là anh dùng trực tiếp bằng cái USB 3G? Dùng trực tiếp 3G mà. À, thế à. Vâng. Vâng. Đấy. Thì nếu hôm nào mà sóng yếu thì lại báo cho giáo viên là nghỉ. Thì cũng có khi phải như thế. Vâng, với lại hai nữa là bên giáo viên ở bên em ấy thì thường là hay kết hợp những cái bài trắc nghiệm cũng như là các cái video phụ trợ trường hợp như là mạng yếu hoặc là anh bận anh không thể truy cập hoặc là không tiện nói chuyện thì vẫn có thể là tự học được. Còn Vâng. khi nào mà có thời gian sóng sóng khỏe hoặc là online được thì lại nói chuyện để lại đi nội dung mới hơn. Rồi. Thế có khi cho mình gửi tiền qua chuyển khoản nhỉ, cho nó nhanh chứ gửi qua chỗ cậu em nó cũng đang bận thế là nó không đến Vâng. được ngay. Thì anh cứ chuyển khoản thôi, anh nếu anh có tài khoản trực tuyến thì anh chuyển trực tuyến, còn không thì anh chuyển trực tiếp vào tiền mặt vào ngân hàng tài khoản của bên em cũng được. À, rồi. Rất là thuận Mình tiện. ngân hàng gì nhỉ? Em ngân hàng Vietcombank anh ạ. Vietcombank à? Vâng. Vietcombank mà anh có tài khoản ở Vietcombank anh chuyển trực tuyến thì trong 1 phút là được ngay. Còn không thì Mình không có, mình chỉ có Agribank thôi, ngân hàng anh nông nghiệp thôi. vâng. Thế thì anh chuyển thì ngày nếu mà Agribank thì ngày hôm sau bên em sẽ nhận được. Ngày hôm À thế trước thì à? ngày hôm sau, vâng, bởi vì là nó khác hệ thống thì nó phải mất 1 ngày. Thế số tài khoản mình bao nhiêu nhỉ? Anh ơi, anh vào luôn website của bên em. À thế hả? Vâng, xong Rồi. rồi nó có cái chuyên mục nào cũng thế, nó cũng đều có cái phần nút là nộp học phí hoặc là thanh toán đấy. Rồi. Thế sau khi mình nộp tiền thì bao lâu thì có thể bố trí thời gian học là trong khoảng bao lâu? Sau 1 ngày thôi anh. Sau 1 ngày hả? Vâng. Với là em bên em nhận được tiền cái thì là giáo viên sẽ liên hệ với anh luôn để sắp xếp cái thời gian học và lịch học. Và sau 1 ngày là anh sẽ được học luôn. Khóa học của anh nó dễ thì nên là không cần phải sắp xếp lâu. Ví dụ khóa học về xây dựng ấy, kế toán xây dựng thì phải ít từ 2 đến 3 ngày thì với giáo viên bên em mới sắp xếp và ổn được. Anh học thương mại đúng không? Giờ mình học thương mại dịch vụ, Vâng, thế thì dễ thôi. học cái dễ trước, học Vâng. cái khó khó sau. Dạ. Anh nghe Rồi, thấy giọng nói rõ không? rõ, chuẩn À, rồi. vâng. Thế thuận tiện rồi. Chắc là anh đi công tác xuống đây là anh phải ở trọ à? Không, ở cái khu tập thể của công ty ấy. À thế à. Vâng. Vì nó ở đấy là nó chuyên sản xuất và xuất khẩu về gỗ, các À. cái sản phẩm từ rừng, trồng từ rừng. Vâng. Thế nên là trong cái mặc dù ở trên quả đồi cao ấy, nhưng mà nhiều hôm sương mù nên cũng không thể Thế không là không không kết nối được. à tức là anh ở Yên Bái đúng không? Không, Và mình ở Lạng Sơn. à Lạng Sơn. Thế và anh xuống Bắc Giang công tác. Ừ, thế là thỉnh thoảng có cái chi nhánh ở đấy thì Vâng. xuống ấy mua nguyên vật liệu của dân ở đấy Vâng. rồi đóng không làm Dạ. thủ tục xuất nhập sang Dạ. Ấn Độ Vâng. rồi Thế công việc anh Tuấn công tác ở ở đơn vị này được lâu chưa? mình cái này thì mình mới mới xin vào Vâng. mới làm một thời gian còn mình vẫn đang làm kế toán bên công đoàn À. khách sạn công đoàn ấy. Vâng. Thế cái khả năng mà tin học văn phòng của anh ví dụ như là soạn thảo một cái đoạn văn bản mà bằng tiếng Việt có dấu. Vâng, cái đấy Vâng, thì thì Excel anh có biết một chút không? vâng, cái đấy những cái đấy thì tạm được. À thế thì thôi, thế Vâng. là được rồi. Nói chung là chỉ không cần sâu đâu, chỉ cần đơn giản thôi để tính toán mấy cái đơn giản thôi mà anh. Vâng, cho nên những cái đấy Vâng, mình còn cái về cái tiếng Việt có dấu thì bắt buộc mình phải biết gõ rồi, bởi vì là sử dụng phần mềm nào cũng thế và kế toán thì đều mình phải phải làm cái đó. đúng rồi. Dạ. Vậy bên em Thế dạy cái này thì lại không thủ công đâu, bên em hoàn toàn làm trên máy móc, máy tính hết và đúng các rồi, phần mềm. Thì kế toán bây giờ không có thủ công nữa rồi. đúng rồi. Dạ. Mình chỉ có 2-3 cái phần mềm chính như trong trang giới thiệu đấy thôi nhỉ. Vâng, đúng rồi đấy. Hầu như là chỉ sử dụng những phần mềm đấy. Còn anh muốn học thêm cái gì thì sẽ bổ trợ thêm thôi. Ví dụ như anh muốn em hướng anh là học cái phần mềm MISA, thực hành trên cái Rồi. phần mềm kế toán MISA. Thế còn những cái phần mềm cố định như là phần mềm HTKK là kê khai thuế rồi
các cái phần mềm của Tổng cục Thuế, người ta đơn vị thuế họ ấy cung cấp miễn phí cho doanh nghiệp ấy, thì bên em sẽ hướng dẫn cái đấy thì là cái mặc mặc định rồi. Thế còn những cái phần mềm mở rộng như là phần mềm thực hành kế toán ấy, thì Misa là một trong những phần mềm thông minh và bên em sẽ hướng dẫn anh làm chỉ việc trên đó, và các doanh nghiệp trên cả nước thì hầu như họ sử dụng Misa. Thế còn ví dụ như anh muốn học thêm, học xong Misa rồi anh muốn học thêm Fast hoặc học muốn học thêm Excel để có thể là làm thêm cho nhiều cái doanh nghiệp khác ấy, thì mỗi phần mềm đấy bên em chỉ tính có 500 nghìn thôi, nó rất là dễ. Vâng. Thế ở cái cơ quan chỗ công đoàn mình ấy, nó Vâng. đang sử dụng Vietsun, Vietsun. mình có thể đăng ký học qua một cái phần mềm Vietsun hay không? Cũng có thể, nhưng mà bên em sẽ phải tham khảo trước, bởi vì là trên thị trường anh biết là nó có đến hàng hàng vài Đúng rồi. trăm cái phần mềm kế toán cơ anh ạ. Mà ví dụ như cái phần mềm Vietsun của anh nó là một cái đơn vị nhỏ lẻ họ viết riêng cho, thế thì bên em không thể nắm bắt được hết tất cả các phần mềm. Thì có thể ví dụ như anh muốn học cái phần mềm đấy thì bên em sẽ phải truy cập trực tiếp vào máy tính của anh ấy và dạy trên cái máy tính của anh, bởi vì phần mềm nhiều khi là bản quyền họ cũng không cho cài đặt trên nhiều máy Đúng không? đó. Thế nếu mà em sẽ xem cái giao diện của bên anh và có thể là sẽ hướng dẫn trực tiếp, nhưng mà thế thì học phí nó sẽ đắt hơn, bởi vì em lại phải nghiên cứu cả cái phần mềm của bên anh nữa thì mới giảng dạy được đó. Như cái phần mềm chuẩn mà phổ biến như Fast hoặc Misa nó là quá nổi tiếng rồi thì rất là dễ thôi đó. Thôi mình cứ học trước đi, rồi Vâng. cái kia thì mình tính sau. Dạ vâng. Cái đấy sau này anh có thể tùy biến, tức là khi sử dụng một phần mềm nào đó thì mình chỉ khó ở cái cách nhập liệu cũng như là tiếp cận cái giao diện của nó thôi, chứ còn về cái quy Đúng trình rồi. hạch toán chuẩn thì nó vẫn là như vậy. Rồi. Đấy, nó theo một cái chuẩn mực chung rồi. Chẳng hạn như anh lái xe ô tô cũng thế, thì mình biết cái luật giao thông, nhưng còn đi vào mỗi con đường nó phải có một cái khác nhau đúng không anh? Thì Đúng mình rồi. tùy đấy tùy biến thôi. Dạ. Thế anh có cần hỏi gì nữa không? Được, thế Dạ vâng. cảm ơn. Thế mình Dạ khi nào anh đang chuyển khoản này thì anh cứ gọi cho em để em chủ động em sẽ sắp xếp giáo viên gọi lại cho anh. Dạ. Vâng ạ. Ờ, Dạ, thế cảm ơn anh anh nhá. nhá. Dạ vâng, chào anh ạ.